giả vờ hẹo thử lòng cậu vàng và cái kết vô cảm. Theo đó, nhân một ngày đẹp trời rảnh rỗi sinh nông nổi, con sen liền nghĩ ngay ra một trò thử lòng boss nhà mình. Cụ thể, để có thêm niềm tin vào tình yêu boss dành cho mình, thanh niên đã giả vờ hẹo trước mặt boss. Mới chỉ thấy bóng dáng cậu vàng trước hiên nhà, thanh niên liền bật ngay chế độ diễn xuất thượng thừa, bắt đầu ngã quỵ xuống ngay cạnh boss rồi co giật cực mạnh như có dòng điện chạy qua người. Sau đó là một màn im lặng như tờ. Tất cả mọi thứ đều rất ổn trừ cái phản ứng thờ ơ của boss. Thấy sen nằm đớ người, thẳng cẳng vậy rồi mà một cái ngó mặt quan tâm cậu vàng cũng không thèm làm. Sự vô tâm của chú chó đã khiến sen chết tâm thật sự. Đúng là không phải chó nào cũng yêu chủ của mình. Hóa ra chó cũng rất thượng đẳng chứ không phải dạng vừa. Dưới đoạn clip, dân tình hài hước bình luận, chắc cậu vàng nghĩ ngay bày đặt ngủ chung đồ he. Trước khi ra đi thì sen cũng phải cho boss đồ ăn với nước chứ, để tao coi thằng nào nằm lì hơn. Cậu vàng cũng định thử lòng cậu chủ. Các bạn đã xem, nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.